Ngày 6 tháng 11, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên và trao 3 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng từ chương trình Tình Thương Cho Em của Báo Người Lao Động cho 10 em là con của công nhân người lao động tử vong do dịch COVID-19. Em HQD, sinh năm 2010, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Đừng, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, là trường hợp đầu tiên đoàn ghé thăm. Trong căn nhà tình thương của bà NTL, bà nội của em D, khói hương trên bàn thờ một người phụ nữ trẻ tuổi vẫn luôn nghi ngút. Nhìn vào di ảnh trên bàn thờ, bà L nghẹn ngào cho biết đó là NTB, sinh năm 1980, mẹ của em D và cũng là đứa con dâu xấu số của bà. Ngoài em D thì vợ chồng bà B còn có đứa con trai năm nay học lớp 9. Cách đây khoảng 2 năm, vợ chồng bà B gửi con lại cho bà nội nuôi dạy để lên Bình Dương làm công nhân. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, bà B bị mắc COVID-19 nên tử vong. Chồng bà B là ông TDT cũng mắc bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Sau khi điều trị hết bệnh, ông T ở lại Bình Dương tiếp tục làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê nuôi hai con ăn học. Bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 11 em nhỏ bị mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19. Tất cả trong số đó đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường hợp thứ hai là em NTAN, sinh năm 2017, học mẫu giáo ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình. Cha của N là ông NTVB, sinh năm 1990, công nhân kỹ thuật cho một doanh nghiệp tại Bình Dương. Do mắc COVID-19 nên ông B tử vong, bỏ lại vợ và hai đứa con gái nhỏ, em của N mới 2 tuổi. Chị em N hiện đang được ông bà nội cưu mang để mẹ N trở lên Bình Dương tiếp tục làm công nhân. Trường hợp thứ ba là nam sinh PPL, sinh năm 2011, học sinh lớp 5 ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. L còn đứa em gái năm nay mới 5 tuổi. Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng bà PTTA, sinh năm 1987, vay tiền để cất căn nhà tôn đơn sơ, sau đó gửi lại hai con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng để lên thành phố Hồ Chí Minh giúp việc cho nhà người khác. Trong thời gian làm thuê, bà A bị mắc COVID-19 dẫn đến tử vong. Chồng bà A hiện đang làm công nhân ở Bình Dương. Nhìn đứa cháu ngoại được nhận học bổng, ông MVT vui mừng đến trào nước mắt. Ông cho biết, do tuổi đã lớn, chỉ mong sao luôn khỏe mạnh để nuôi dạy hai đứa cháu nên người. Ngoài ba em học sinh nêu trên, đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho 7 em ở huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao chương trình Tình Thương Cho Em và cho biết ông thay mặt bà con trân trọng đón nhận những tình cảm này từ Báo Người Lao Động và bạn đọc của báo. Món quà ấm áp này sẽ giúp các em thêm niềm tin, nghị lực, vượt qua nỗi đau, trở thành những công dân có ích cho gia đình, cho xã hội sau này.